cảm ơn quý vị. Thu Hương xin hứa với các chị ở phía xa, lát em quay lại em hát hết á. Tango, rumba, cha cha, tùm lum là em chơi hết đấy, báo trước rồi đấy ạ. Dạ vâng. Và chính sách là phải cởi bỏ từ từ. Dạ. Bài hát dạ, bài hát ngay sau đây Thu Hương xin được xin được hát một ca khúc mà có lẽ cách đây từ những năm 1997 thì Thu Phương nghĩ là chắc cũng phải gần 20 năm rồi. Bài hát này Thu Phương lần đầu tiên thì được khán giả yêu mến và biết đến mình. Và hôm nay xin được hát lại bài hát rất lâu ấy cho tất cả quý vị cùng thưởng thức. Hey!
nữ ca sĩ Thu Phương. Kính thưa quý vị, xin được cảm ơn những tràng pháo tay yêu mến của quý vị. Và kính thưa quý vị, mới bao nhiêu năm rồi? Từ 97 đến giờ là bao nhiêu? 97 đến giờ chừng nghĩ là 18 năm. Kính thưa quý vị, 18 năm rồi Thu Phương và Lam Trường mới hát lại ca khúc này. Từ những cái năm 97 được khán giả yêu mến và biết đến hát cái tên là Thu Phương, Lam Trường, thì hôm nay mới có cơ hội gặp nhau ở đây trong những ngày đầu năm được hát cho quý vị nghe. Thu Phương nghĩ rằng đó chính là một cái duyên rất là vui trong đời sống. Xin cảm ơn quý vị đã yêu thương Thu Phương trong phần trình diễn vừa rồi và xin nhường sân khấu trở lại ngay bây giờ cho người bạn diễn của Thu Phương, nam ca sĩ Lam Trường.